Chào tất cả các bà con nông dân Và hôm nay xưởng em thì mới sản xuất xong máy băm rau Một cái dụng cụ thiết yếu không thể thiếu được với bà con Hôm nay thì đặc biệt là bên xưởng em đang làm mẫu cỡ to và mẫu cỡ nhỏ nhé Tùy thuộc theo mô hình của bà con đang cần chiếc máy như thế nào Đấy ạ Và xưởng em thì đã rất quen thuộc đối với các bác, các anh Đấy, đã biết tới những cái dụng cụ hữu ích Và đây là những chiếc bếp không khói Di chuyển để phục vụ khi mà nhỡ mà hết ga mất điện thì bà con có thể sử dụng ngay một chiếc bếp tiết kiệm như thế này chiếc bếp này là siêu dày đấy một chút em sẽ chi tiết để cho bà con nhà mình được biết nhé về máy băm rau thì sao lưỡi dao thì hôm nay em đã rèn xong đủ loại ví dụ như cái máy to thì mình lắp lưỡi to đấy máy to là máy cỡ lớn kia còn đây là cái máy cỡ nhỏ nhé về lưỡi dao thì em sẽ rèn bằng lưỡi nhíp chuẩn xịn như thế này để cho bà con nhà mình băm chuối băm bèo để băm rau thì cái kỹ thuật của cái dòng máy như nào thì em cũng đã đăng tải rất nhiều những ở cái video trước rồi. Cái lưỡi này là lưỡi uh, trung bình nhá, còn cái lưỡi to đây, cái lưỡi to dành cho máy to, đây, để em để đây cho bà con. thì tất cả các bà con hôm nay mua máy thì em sẽ đi theo lưỡi như hết như này để cho bà con để mình về chỉ việc lắp thôi. đấy và với những dòng máy này thì đây là con máy trắng máy nhỏ này, máy nhỏ thì dùng dao nhỏ thôi nhá, đây ạ. Em sẽ chia sẻ cho bà con nông dân nhà mình thì cái máy nào để phù hợp với công việc băm chuối băm bèo. Thì đây là một con máy thì tùy thuộc vào các bác thì mình lắp máy 75 lõi đồng hoặc là máy 55 lõi nhôm. Đấy với máy lõi đồng 75 ấy thì chúng ta có thể băm cây chuối một cách nhanh nhất. Nhưng mà đối với máy lõi nhôm nhá, không băm được cây chuối đâu, bởi vì máy lõi nhôm nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà bên em ấy, khi gửi cho bà con nông dân nhà mình là chưa có motor, chỉ độc máy như thế này thôi bởi vì cái motor bây giờ thì bà con thì mình mua cũng rất chỉ là dễ còn nếu như bà con nào mà cần em gửi motor cho thì em gửi motor đấy ở cái đầu motor thì mình sẽ lắp lưỡi dao nhé đây ạ phía bên trong thì em nói luôn là trong hai cái dòng máy này cái con máy trắng này thì nó là cao cấp bởi vì chân của nó sẽ là y e lốc hoàn toàn còn con máy xanh thì chân của nó sẽ là chân thép cho nên là giá cả của nó sẽ dao động nhau một chút nhé đấy về cái phần đường kính của con máy này thì em đo chi tiết một chút này đây bà con nông dân mình nhìn nó rơi vào tầm độ hơn 30 cm một tí. Còn đây là cái ống cho vào nhé Cái ống cho vào thì cái ống này tất cả thì sẽ bằng thép. Đấy siêu chắc chắn chân này của nó chân lốc này. Và với một con máy này thì bên em thì với một cái giá tại xưởng và uh, đang nhận Làm nếu như các bác các anh mà có nhu cầu hoặc là các đại lý có nhu cầu đặt theo yêu cầu của mình thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại trên nhé. Đây là con máy to, con máy đạn phù hợp với uh, Bà con nhà mình uh, sử dụng uh, băm nhiều, đấy nuôi cá đấy, bà con cần rất chi là nhiều. Con này thì nó sẽ là cái dòng uh, gài nhé, nó sẽ là dòng gài đây. Đấy, con này thì thiết kế của nó sẽ khác hơn một chút, đấy, rất chi là chắc chắn. Đây, gài mấy lớp cơ, bởi vì cái này càng to thì nó sẽ có cái độ rung, thế cho nên là mình sẽ phải thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, và bà con nông dân nhà mình mà đang tham khảo một cái máy này thì em cũng báo giá luôn nhé. Ở một con máy xanh kia kìa. Đấy thì giá của nó thì nó đang rơi vào tầm độ rơi vào tầm độ chưa có tiền phí vận chuyển thì nó tầm trên 300 nhé bà con ạ. À. Trên 300, còn máy trắng thì nó sẽ nhích hơn một chút thì về tùy thuộc theo bà con nhà mình sẽ lắp motor vào nhá. Sẽ lắp motor và để chi tiết và cụ thể đo kích thước ấy thì bà con nhà mình hãy vào số điện thoại của em để ngay trên góc màn hình nhá. Em sẽ tư vấn thật kỹ càng đấy loại nào tốt và loại nào chất lượng và loại nào phổ thông nhất để cho bà con mình phù hợp cách dùng đấy còn à, em sẽ chia sẻ một chút về một cái bếp không khói và bếp này là bếp siêu tiết kiệm đấy bà con này mình có thể nấu cám lợn lồi cám có thể hai tạ cũng có thể được với cái bếp to này còn cái bếp nhỏ này trọng lượng của ta có thể nấu một tạ nấu cơm nấu canh tiết kiệm củi nhặt củi cho vào đây đun cực kỳ là thích luôn Đây nhưng bà con nhà mình nhìn ý, với những cái thanh của nó thì em đã đặt làm cái thanh là thanh dày không phải thanh mỏng nhá, thanh dày chứ không phải là thanh mỏng đâu. Nó cực kỳ là chắc chắn đây. Bà con nhìn đây là cái hướng cho củi vào. Còn và đây là những cái chân của nó tương đối là to mình có thể di chuyển mọi chỗ. Và nhà em thì hiện tại cũng đang dùng rồi. Thế và bà con này mình đang quan tâm đến chiếc bếp này như nào thì hãy vào Zalo nhắn hãy cái kích thước bề mặt của cái bếp nhỏ để rơi vào tầm 20 này. Đấy, nó rơi vào tầm 20 hai 25. 25 bề mặt. Còn cái này thì nó rơi vào tầm độ 40 bề mặt nhé, 40 bề mặt tương đối là lớn đấy và thép toàn bộ em sẽ làm thép dày các bác cứ tưởng tượng là trọng lượng của nó đặt đến hai tạ một tạ rưỡi một cái son cám ấy, thì nó phải ok đến mức độ nào khi mà mình đun than lại nó sẽ lọt tự lọt trong đây nhé và chiếc bếp này thì cực kỳ là bền luôn báo giá với bà con nhà mình thì một chiếc bếp nhỏ này thì giá của nó đang là 200 còn cỡ lớn này là hai rưỡi em sẽ miễn phí ship tới tận nhà luôn và rất nhiều cái dụng cụ đồ nhíp ở phía trong kia bà con ạ đấy các à, bác các anh các chị mà xem được video này mà đang quan tâm tới máy băm rau nhá, xe đẩy nhá, các loại em đều có nhớ nhớ đăng ký kênh này của em nhé để xem và cũng như là để mua tất cả những cái dòng máy móc mà hiện tại bên xưởng em sẽ chế tạo và làm rất nhiều để gửi tới tận tay bà con nông dân. Cảm ơn bà con nông dân nhiều nhá nhớ đăng ký kênh này của em và nhớ có số điện thoại zalo trên màn hình rồi chỉ cần liên hệ trực tiếp em sẽ tư vấn và sẽ gửi tận nhà cảm ơn bà con nông dân ạ